Chào quý vị các bạn, quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi có một vị khách mời, đó là anh Hạnh Trần. Và hôm nay thì anh Hạnh sẽ giới thiệu đến em như là khán giả truyền hình món ăn gì đấy. Chào Quỳnh, chào quý vị khán giả. Hạnh Trần hôm nay rất vinh dự được giới thiệu với Quỳnh cùng với quý vị khán giả món chủ đạo là món gà nướng BBQ. Ở đây món gà là chủ đạo chính, ở đây có 700g gà. Cùng với hương vị của con gà này, nó được từ hành khô và hành tây xả và ớt và nước tương xì dầu đậm đặc cho cái món gà này đi cùng với lại bún và salad. Thì salad ở đây có cà rốt, có dưa chuột và có xà lách xoăn và rau thơm gồm có rau mùi và rau bạc hà. Và để trang trí cho nó tăng cái thêm hương vị của nó thì có lạc và hành khô. Đó là những nguyên liệu để cần thiết để làm nên món bún trộn gà BBQ theo cách của Hạnh Trần. Dạ vâng ạ. Thì bây giờ mình sẽ băm tỏi và băm ớt và băm sả. Đấy, mình sẽ băm nhỏ nó lại. Mình sẽ cho vào tầm độ 40g tỏi thôi và tầm 40g hành khô và cho 60g xì dầu đậm đặc, hiệu Maggi nó sẽ ngon. Sả thì mình sẽ đập nó ra, còn mình thái mỏng thôi. Đấy. Còn hành tây mình sẽ lấy tầm độ 70g. Đúng rồi, xong bắt đầu mình thái ra là được. Mình sẽ cho một chút ớt tươi gọi là lấy hương vị. Và bây giờ đến công đoạn là lọc xương gà nhá. Thì mình khứa ở giữa ra. Sau đó là mình sẽ móc. Đấy, khi mình móc được rồi mình lấy cái mũi dao, mình lấy hết cả thịt ở trong cái xương của nó mà vẫn giữ được cái thớ thịt. Với mục đích rằng là dùng búa để làm phẳng cái miếng gà này. Tác dụng của việc làm phẳng là tạo cái miếng gà này có hình thù đẹp. Và cái tác dụng quan trọng nhất là chúng ta nấu chín đều. Sau khi làm phẳng gà rồi thì Hạnh Trần cho vào đây để tẩm ướp. Ở đây hương vị của nó gồm có ớt tươi và hành khô và hành tây và ít sả. Và như lúc nãy Hạnh Trần đã nói định lượng của nó rồi. 2 thìa xì dầu. 10g tương ớt. Và chúng ta cho ít tiêu. Tiêu này tiêu xay. Trộn đều lên, tẩm ướp trong vòng 45 phút. Thì sẽ được khử được cái mùi hôi của thịt gà. Từ lúc mình chuẩn bị và mình tẩm ướp nó rơi vào tầm 45 phút thì cũng đầy đủ hương vị nó thấm vào rồi. Thì bây giờ mình sẽ nọc những cái gia vị này ra, mục đích là để cho nó đỡ cháy. Sau khi nọc nó ra rồi, tách riêng ra những cái phần này và mình bật bếp lên. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn là khi mà chúng ta làm vàng mặt này và nước nó sẽ không tiết ra nước của con gà, nó giữ nguyên được cái nước của con gà bên trong. Do vậy rằng là nó sẽ rất là thơm. Và cái tác dụng thứ hai ấy, thì là làm cho cái miếng gà của mình nó vàng đẹp và bốc khói rồi. Và mình bây giờ sẽ cho vào. Đấy, thì mình cho nhẹ thôi, tránh bắn thì mình sẽ để và đánh bắn dầu, mình cho ít dầu thôi. Bây giờ nhiều người không thích ăn dầu đâu. Đấy, cho vào đấy đã thấy mùi thơm rồi đúng không? Đấy, mình tẩm ướp rất là tốt rồi. Đấy, đấy, nó vàng đẹp như này là được. Nếu mà để thêm một 30 giây nữa là nó sẽ thành cháy đấy. Và bây giờ nó sẽ vàng cả hai mặt rồi đấy. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho ra cái khay để cho vào lò nướng. Hai mặt đã vàng rồi và rất là nhìn rất là ngon rồi. Về chúng ta cho vào khay và chúng ta cho vào nướng. Đây, và chúng ta đã bật lò nướng lên rồi ở nhiệt độ 200 độ C và chúng ta cho vào lò nướng. Nó rơi vào khoảng độ 15 phút. Đấy.
Mình để này rơi vào 15 phút thì là mình kiểm tra. Mình sẽ tận dụng thời gian, mình sẽ sơ chế những nguyên liệu để làm bún trộn salad. Thì ở đây có cà rốt này, có dưa chuột này và có xà lách xoăn này. Bây giờ mình sẽ thái cái xà lách trước và mình sẽ sơ chế dưa chuột sau. Đấy, tầm độ 1 cm, nó dễ ăn. Đấy. Sau khi thái xà lách xong rồi, mình sẽ chuẩn bị đến dưa chuột và cà rốt. Và mình sẽ dùng cái này để làm nó làm sao nó rất là mỏng. Đấy, cái này đã được rồi, mình sẽ xuất công chỉ thế này thôi. Và mình bây giờ thái đến dưa chuột. Dưa chuột mình sẽ không lấy hạt nhé, mình chỉ lấy phần phần không hạt thôi. Và bây giờ chúng ta cần chuẩn bị một chút rau mùi để làm cho cái salad của mình nó thêm cái hương vị của nó và nó hấp dẫn hơn. Và bây giờ trong lúc mình thái xong lá bạc hà này rồi thì gà của chúng ta đã chín rồi. Mình cũng ngửi thấy mùi thơm của gà rồi. Bây giờ mình mở ra, thơm lắm rồi, màu vàng rất là đẹp rồi đây này. Đây này, gà đây này. Đấy, thơm không? Đấy. Và chúng ta sẽ thái ra, nóng lắm. Đấy, mọng lắm, mọng nước lắm và chín rồi. Bên ngoài thì rất là vàng rồi nhưng mà bên trong thì vẫn đẹp. Đấy, nước này, nước nhiều không? Đấy, chúng ta, bởi vì chúng ta làm đúng kỹ thuật và nướng ra đúng nhiệt độ, thời gian chúng ta cũng nướng đúng nữa. Do vậy chúng ta sẽ được những cái miếng nó sẽ rất là ngon. Sau khi chúng ta cho bún vào, bún ở nhiệt độ ấm nhé, nó rơi tầm độ 45 độ C. Và cho chúng ta, để nó độ đậm vừa thì chúng ta cho chút đậu canh vào, cắt đều lên. Và chúng ta sẽ trộn. Nước sốt này là nước sốt đặc biệt, nó sẽ có gồm xì dầu và ớt, tương ớt và giấm và đường. Nó và có một số hương vị của nước thịt quay nữa. Mình cho đây là hai suất, cho rơi vào khoảng độ 80 hoặc 60, từ 60ml đến 80ml mình đổ thành của nó để kiểm soát được. Nếu mình cho nhũ tay thì mình sẽ kiểm soát được nó vừa phải. Như thế này là vừa đủ sốt rồi, thì mình sẽ không, bây giờ mình sẽ cho vào đĩa. Và cho vào đĩa thì mình phải cho nhẹ nhàng thôi, mình chăm sóc nó nhẹ nhàng và hai để nhẹ nhàng. Và bây giờ mình sẽ cho rau vào. Mình để rau này mình cũng xếp nó lên. Cái vải đây mình sẽ cho một chút bột canh vào để cho nó có một chút thôi. Mở mình nắp sốt lên và mình sẽ dưới một chút thôi. Sau khi rắc sốt lên rồi thì mình có thể cho những cái hàm lên. Mình sẽ xếp gọn nó vào. Rồi cho, sau khi mình cho gà vào rồi, mình cho một chút rau thơm ở trên. Và mình một chút ớt để cho nó có nhiều sắc màu. Đĩa của nó đầy đủ các màu sắc khác nhau, mùi nó rất là bắt mắt. Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều, món ăn rất là hấp dẫn. Và đến đây thì chuyên mục của chúng tôi xin phép được khép lại. Hẹn gặp quý vị các bạn trong các chuyên mục lần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.